Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì buổi sáng trước khi ra đồng, vợ chồng em sẽ ăn bánh mì. Đây là bánh mì Việt Nam mà mua ở bên Hàn, do người Việt họ sản xuất sau đó là bán. 15 cái thì giá khoảng 300 ngàn Việt Nam đồng. Và nhận về thì sẽ để vào trong ngăn đá. Bây giờ muốn ăn, đem ra giã đông rồi nướng lên. Hôm nay thì em kẹp bánh mì với trứng và dưa chuột. Đây là hai cái thực phẩm mà có thể dễ dàng mua ở Hàn. Thường thì ở Việt Nam mình thì có cho thêm như là xúc xích hoặc là mùi tàu. Tuy nhiên thì bên này ăn đơn giản thôi, và buổi sáng thì em cũng chỉ nấu một cách nhanh chóng. Và chồng em thì cũng ăn rất là ngon miệng và rất là thích. Món này thì một người ăn một cái bánh mì như thế này là rất là no. Và một cái bánh mì sẽ là kẹp hai quả trứng. Và hôm nay thì em có cho thêm thịt hộp nên ăn rất là đậm đà và ngon miệng mọi người ạ. Hiện nay thì vườn dưa chuột nhà em đang bị cái con gọi là con cọ, nó hút ở bên dưới lá và nó đang ăn còi hết cây. Chồng em đang phun thuốc. Tuy mới đau lưng dậy, tuy nhiên thì cũng vẫn phải đi làm việc. Việc quá là nhiều, không thể ở nhà nghỉ ngơi được. Và hôm nay thì dưa chuột nó cũng ngả nghiêng và nó nụi đi rất là nhiều rồi. Năm nay thì dưa chuột có lẽ là sẽ là một loại cây thất thu vì lần đầu tiên trồng dưa chuột và bơm thuốc quá là muộn. Đây là cây ớt đỏ của Hàn Quốc, và ớt này họ trồng sau đó thu hoạch để làm bột ớt, muối kim chi mọi người ạ. Ở Việt Nam muốn trồng thì có thể mua hạt về tự gieo và trồng. Trồng vào cuối tháng 4 và thu hoạch vào cuối tháng 7 đến tầm tháng 9. Ở Việt Nam mình thì có lẽ là thời tiết vào cái khoảng đó trồng cũng rất là ok. Hôm nay thì em đến ruộng hái cái ngọn ớt này về để ăn và cho mẹ chồng ngọn ớt, mẹ rất là thích. Ngọn ớt này về mình nhặt cái non, sau đó là luộc đi rồi trộn gia vị. Giống như ở Việt Nam mình có món gọi là món góp dưa, rồi món rau lộn, thì mình cũng có thể làm tương tự như vậy. Ngọn ớt nó rất là giàu vitamin và ăn rất là tốt cho sức khỏe. Hái một luống thì được một túi ớt to như thế này. Tại vì ớt nó quá là tốt rồi. Nhà em thì bây giờ hái ngọn đang bị rất là muộn. Mình phải hái trước đây khoảng 10 ngày cơ. Do không có người làm và bận rộn, nhà em vẫn không thể kiểm soát được hết lượng công việc của ruộng. Và sau khi hái xong thì sẽ cho vào cái túi to như thế này, mang về và cho mẹ chồng. Rau ớt này thì người Hàn họ cũng có thể hái nhiều về, sau đó luộc qua rồi cho vào trong tủ đông và ăn vào trong mùa đông, rất là ngon và bổ dưỡng. Làm nông là một trong những cái công việc khá là vất vả và nhiều việc. Như mọi người thấy thì chồng em vừa mới đi viện tiêm thuốc chữa đau lưng. Bây giờ thì vẫn phải ra ruộng và phun thuốc rất là nhiều. Cây cối bị bệnh mà không phun thì sẽ hỏng hết. Và nhà em thì thu nhập chủ yếu dựa vào cái vườn này, nên là bỏ thì thương mà vương thì vất vả. Chồng em thì vẫn phải chịu khó và làm tất cả những cái công việc cần phải làm cho cái ruộng ớt này. Ngoài ớt ra thì có dưa chuột này, rồi cà tím. Việc nhiều không đếm xuể. Nói là thuê người làm thì chồng nói là không có tiền mọi người ạ. Thuê rồi cái chi phí nhân công rất là cao. Một ngày bây giờ mà thuê nam thì khoảng mất 120.000 won, nữ thì mất 90.000 won. Và phải có người ở đây để cùng làm việc mới được. Chồng em thì bận về và cũng tiếc tiền không dám thuê người. Thực ra là do cái kinh phí nhà em không có. Nếu mà làm lớn, có nhiều tiền điều kiện một chút thì thuê người sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nhà em làm cũng nhỏ lẻ thôi. Vì vậy là đa số tự làm là chính. Ớt Hàn Quốc thì em thấy trồng nó cũng khá là dễ. Tuy nhiên thì nó hay bị bệnh, và đặc biệt là mưa nhiều, nó rất là khó tính. Cây này thì ưa với những cái khu vực khô một chút, chúng ta có thể cung cấp nước cho nó. Nếu mà mưa nó sẽ bị bệnh nấm và thối. Ngoài ra thì ớt nó bị cái loại ruồi đục quả, nó ăn vào trong quả và nó làm hỏng rất là nhiều. Vì vậy là phải phun thuốc thường xuyên, thường thì là một tuần phải phun một lần. Đặc biệt là khi mà thời tiết mưa, có cái triệu chứng bị như là bệnh virus hay là bệnh nấm thì phải phun khoảng 3-4 ngày một lần. Nhà em thì không có dùng thuốc trừ sâu cho nên là rất là vất vả trong cái việc điều trị bệnh. Đa số là sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn với con người. Vì vậy cái công sức bỏ ra phải nhiều hơn và vất vả hơn bình thường. Ở bên này thì có hai luống ớt trồng sớm. Trồng sớm hơn cái loạt ở bên kia khoảng 1 tháng. Vì vậy là nhìn nó cũng tốt hơn. Quả nó ra cũng đang rất là nhiều rồi. Và ớt này thì khoảng nửa tháng là chúng ta lại phải đi căng dây một lần. Đi
buộc dây một lần cho một cái ruộng như thế này cũng mất khoảng 2 ngày đối với gia đình nhà em. Cỏ dại là một trong những cái cây mà khiến cho nông dân rất là đau đầu. Và đây là một cái ruộng nhà em đã trồng cây rau, tuy nhiên thì cỏ mọc tốt hơn rau. Rau không thấy đâu mà toàn thấy cỏ. Em thì rảnh cứ mang ghế ra đây ngồi và nhặt cỏ như thế này. Ngồi lâu nhặt cỏ thì cũng khá là khó chịu ở bụng. Vì vậy là em chỉ nhặt khoảng 15-20 phút lại đứng lên đi làm việc khác. Cỏ mọc rất là tốt và do đất nó cũng tơi nên là nhổ bây giờ là mưa xuống rồi nhổ nó nhanh. Mấy hôm nữa nắng lên mà cái rễ nó bốc to, nó đâm sâu xuống đất ấy, nhổ nó sẽ rất là khó khăn. Là nông dân thì phải thứ nhất có kỹ thuật, thứ hai là chịu khó và cần cù lao động. Làm cái gì thì cũng phải rất là tỉ mỉ và để ý rất là sát sao về cây trồng, về bệnh, rồi chăm sóc. Rất là nhiều những cái việc không tên. Đầu tư thì rất là nhiều tiền mà thu hoạch thì chưa chắc đã được nhiều ấy, ít còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. Nhà em thì có năm mất mùa, có năm được mùa. Có năm thì đúng là nông nghiệp còn không thu được nổi lại tiền vốn đầu tư giống luôn đấy mọi người ạ. Vì vậy là làm cái gì thì cũng cần phải phụ thuộc vào trời cũng rất là nhiều. Ngày hôm qua đi làm nông thì hôm nay chồng em bị cái con gì nó đốt vào mắt và bị sưng vù hết cả mắt. Hôm nay thì vợ chồng em không ra ruộng mà đến trường học để ăn sáng và làm một số những công việc cần thiết. Đây là món sandwich mua ở ngoài chợ ở Hàn Quốc thì giá là 3.500 won, 70.000 Việt Nam đồng. Ăn sáng cũng rất là ok. Đây là một trong những món bánh mà rẻ nhất tại Hàn đấy mọi người ạ. Đây là nơi mà chồng em dạy học thêm cho sinh viên, học sinh. Rất là nhiều người thì cứ thắc mắc là chồng em làm giáo viên thì tại sao còn đi làm nông. Chồng em chỉ dạy thêm ở trung tâm thôi chứ không phải là dạy ở trường học. Còn đây là một món bánh ăn vặt của người Hàn. Họ làm từ gạo nếp và một số những cái loại hạt. Ăn thì cũng thấy nó rất là dẻo và ngon, giống như một số những cái loại bánh ngọt ở Việt Nam mình bán ở chợ. Nó hơi khác vị một chút nhưng mà cũng rất là dễ ăn. Đặc biệt là vừa mới làm xong rất là ấm và đậm vị. Chồng em ăn sandwich thì rất là ngon, tuy nhiên niềm mắt thì không thể mở được ra. Bị ong đốt lên là nhìn rất là đáng yêu đúng không ạ? 시골에 있을 때 먹고 자요. 강아지들 개 막 산에 놀러 갔다 와. 그래서 벌한테 쏘여 가지고 눈 이렇게 땡땡 벌고 있는데 얼마나 웃긴지. 나 옛날에 개 웃긴 거는 입에서 물었어요. 입 아래 입. 그래. 입 여기 물리면 이렇게 띵띵 물어. 너무 크게. 물 먹으면 물 다 나와. 옛날에 산에서 놀면서 벌 엄청 물었어요. 한 번은 20번 물었어요. 죽을 것 같았어요. 아니 어떻게 바로 눈 밑에를 물어버리지 얘들은? 사실 안경 있으니까 벌 들어가서 안경. 상 thì đi làm nông còn tối về thì dọn vệ sinh cho vợ các bạn ạ. Chồng Hàn thì được cái là chăm chỉ dọn dẹp. Thích sạch sẽ. Không phải là ai cũng vậy đâu mọi người nhé. Đầy người chồng Hàn cũng lười tắm rửa rồi cũng chẳng bao giờ dọn dẹp. Tùy người, cũng giống như Việt Nam mình thôi, người này người kia. Và chồng em thì rất là chăm chỉ trong cái việc dọn nhà vệ sinh. Đây là công việc khá là đau lưng, vì vậy là vợ thì không có làm cũng được. Em thì phụ trách dọn dẹp cái bếp núc rồi làm những cái việc ở trên nhà thôi. Ngày hôm nay thì rất là vui chia sẻ đến các bạn một ngày làm việc thú vị của vợ chồng em. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.